Đây, OK chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần đó là những cái công cụ để giúp cho mình uh, gọi là hỗ hỗ trợ cho mình trong cái việc mà mình dựng hình dựng khối đó thì cái công cụ đó chúng ta sẽ nằm ở cái phần đó là reference geometry đó gọi là cái công cụ tham chiếu hình học đó rồi thì uh, thật ra thì nói là công cụ nhưng mà thật ra chúng ta cũng không có nhiều cái đâu Chúng ta chỉ đa phần chúng ta dùng đó là tạo một khoảng phụ. Tạo đường trục. Đó, là hai cái đó là chính và tạo điểm. Tạo điểm. Tạo điểm thì cái này trong sketch nó có cái điểm đúng không? Nhưng mà cái điểm ở trong cái này nó xịn hơn là nó 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 ở mọi cái vị trí trên 3D đều được. Còn cái này cái điểm này nó phải nằm trong cái sketch mới được. Đó, nó nó được lại ở chỗ đó rồi mình sẽ có thêm một cái bao box này nữa thì cái bao box này mốt mình sẽ nói rõ hơn còn cái mac này thì uh, tạm thời ở cái phần phát này mình chưa nói tới nhưng mà ở phần assembly mình sẽ quay lại ha rồi uh, đầu tiên cái lệnh mà mình xài nhiều nhất uh, công cụ xài nhiều nhất đó chính là cái uh, plan plan ha rồi plan là cái tạo một phong phụ thì cái cái quy ước hoặc là cái quy tắc để tạo cho nó thì uh, Ừ, mình sẽ hiểu nôm na đó là cái gì đó là chúng ta sẽ có là uh, một cái điểm một cái điểm thì uh, để sao ta rồi đây để, để, để. Uh, mình mình sẽ xe cái whiteboard ra để mình uh, mình mình giải thích cho nó dễ ha cho cái whiteboard ra để mình giải thích cho nó dễ cho các bạn dễ hiểu chứ không mà nói không thì các bạn sẽ khó hiểu lắm chờ chờ mình một tí mình xe cái whiteboard đó ra Ờ à... Rồi, ok. À, mình có một cái điểm chấm như thế này, một cái chấm nhỏ nhỏ như thế này thì uh, nó sẽ là cái điểm đúng không? Rồi, khi mà hai cái điểm này kết hợp với nhau thì nó sẽ ra một cái đường. Rồi, khi mà ba điểm nó kết hợp với nhau thì nó sẽ nối lại với nhau. để trong không gian á, thì ba điểm nó nối lại với nhau thì nó sẽ tạo thành một cái plane, một cái mặt phẳng. Bây giờ nó sẽ tạo thành một cái mặt phẳng đó rồi nó sẽ có cái trường hợp đó là một cái plan đi qua một điểm đó. và vuông góc với một đường vuông góc với một đường thì cái plan này sẽ được xác định đúng không thì theo cái 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 nguyên lý hình học mà mình học được đó, từ đó tới giờ là như vậy là đầu tiên số 1 đó là đi qua điểm và vuông góc với một cạnh là nó sẽ tạo ra một phẳng rồi ba điểm kích chọn ba điểm thì nó cũng sẽ tạo ra một phẳng rồi tìm hợp tiếp theo là gì ví dụ như giờ cái mặt phẳng này nó đi qua cái đường thì sao à mặt phẳng nó đi qua cái đường thì bắt buộc nó phải là song song hoặc là vuông góc với một đường một mặt phẳng khác đó, song song hoặc là vuông góc với một mặt phẳng khác thì nó mới xác định được đó. vậy tóm gọn lại tất cả cái giá trị ở trong đây á À, tóm gọn lại tất cả những giá trị ở trong đây nó đều quy ra một cái cụ thể đó cho chúng ta à, Đó chính là cái gì? Đó chính là cái việc đó là à, đâu rồi quay lại cái này Đó, đó việc chúng ta đó là chúng ta sẽ phải tìm một cái điều kiện Để mà chúng ta sẽ tại vị trí đó Tại cái điểm đó, tại cái đường đó hoặc tại cái cao độ đó chúng ta chỉ xác định được một cái mặt phẳng duy nhất thôi phần mềm nó phải hiểu được như vậy thì chúng ta mới tạo được mặt phẳng còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta à, ví dụ như à, em muốn tạo hoặc là tôi muốn tạo một cái điểm đi một đường một cái mặt phẳng đi qua cái điểm này thì có vô số mặt phẳng đi qua cái điểm này đúng không nhưng tôi muốn tạo một cái mặt phẳng đi qua cái điểm này là vuông góc với cái cạnh này thì chỉ sáng sinh ra một cái một cái thôi vuông góc vô cái mặt này thì chỉ có một cái đường này thôi vuông à, góc vô cái mặt này là có cái đường này và có những nhiều, nhiều nhiều cái đường nhỏ nhỏ nhiều cái mặt phẳng nhỏ như vậy nữa. Nhưng vuông góc với cái đường này và đi qua cái điểm này thì chỉ có duy nhất mặt phẳng này thôi. Đó. Rồi, tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Cái mặt phẳng đi qua ba điểm này, qua điểm 1, 2 và 3 thì tạo chỉ tạo duy nhất ra được cái mặt này thôi. Không có mặt nào mà đi qua không có mặt nào thứ hai mà có thể đi ngang qua ba cái điểm này này mà không phải bằng này hết chỉ có một điểm một mặt này duy nhất thôi đó làm thế nào để trong cái plan này nè chúng ta muốn tạo một mặt phẳng thì chúng ta phải tìm điều kiện để cho phần mềm nó hiểu là cái mặt đó là cái mặt duy nhất có thể được tạo ra ở cái vị trí đó ở cái giao độ đó và ở cái tọa độ mình, mình chỉ định được ha thì như hồi nãy mình có chia sẻ đó là nó sẽ có ba ba trường hợp trường hợp đầu tiên đó là ba điểm kích chọn ba điểm thì nó sẽ tạo ra một mặt phẳng À mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường. Mặt phẳng đi qua đường. Vậy mặt phẳng đi qua đường thì nó sẽ có hai trường hợp, một là song song hai là vuông góc với lại một mặt phẳng khác. Và trường hợp cuối cùng, trường hợp dễ nhất mà gọi là nếu như là mặc định của phần mềm luôn, đó chính là mặt phẳng song song với mặt phẳng. À, mặt phẳng này song song với lại cái này, thí dụ như chọn cái mặt này là nó tự nó hiểu là mặt song song liền. Đó, nó nó mặc định luôn tự nó hiểu là song song và có khoảng cách song song và có khoảng cách đó à, rồi ngoài ra nó sẽ còn có một số trường hợp khác nữa một số trường hợp khác nữa thì uh, đi vào uh, những bài tập cụ thể thì chúng ta sẽ có những cái 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 uh, cái, cái xử lý cụ thể cho nó rồi thu gọn lại theo hình ảnh ha thì chúng ta có là đầu tiên đó là uh, đi uh, chọn một mặt phẳng nếu mà mình chọn một mặt phẳng và mình nhập khoảng cách vô thì nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng mới. Được chưa? Rồi, nếu như trong trường hợp mình tạo mặt phẳng bằng cách là mình chọn một mặt phẳng và mình chọn thêm một mặt phẳng song song nữa thì nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng chính giữa. Được chưa? Nó sẽ tạo ra chọn hai mặt phẳng song song với nhau thì nó sẽ tạo ra một mặt phẳng chính giữa. Rồi, tạo hai mặt phẳng vuông góc hoặc là hai mặt phẳng hợp với nhau bởi một góc bao nhiêu độ đó thì nó sẽ tạo ra mặt phẳng phân giác chia đều cho hai mặt phẳng này. Ok ha? Đó. Đó là trường hợp thứ uh, thứ ba rồi đúng không? Rồi, rồi tới thứ tư là mới xét tới cái việc là điểm. Điểm thì chúng ta đi qua một điểm và chúng ta vuông góc với một đường thì nó sẽ tạo ra một cái plane. Rồi trường hợp thứ năm đó là đi qua một điểm rồi đi qua một à, một điểm nữa, ví dụ như điểm chính giữa đi, và dạ, đi qua một điểm ở đây nữa, tức là đi qua ba điểm, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái mặt phẳng. hoặc là một điểm đi qua hai đường, ở đi qua một đường, thì cũng tương đương với lại là hai điểm, ha, thì nó cũng sẽ tạo ra một, một mặt phẳng. đó trường hợp thứ năm. rồi trường hợp tiếp theo đó là trường hợp đi qua đường, qua đường, qua đường thì nó sẽ bắt buộc phải vuông góc với là một cái mặt phẳng thường là nó sẽ ưu tiên là vuông góc. Ở còn nếu như mà mình chọn là giá trị đó là mình muốn tạo một khoảng song song đi, song song với mặt tớp đi. Ở song song với mặt tớp thì cũng được nhưng mà thường nó sẽ ưu tiên là vuông góc. À, ưu tiên là vuông góc. Rồi, ok. Vậy là chúng ta sẽ có 6 cái. À, thứ nhất là đây rồi ok. Rồi quay lại ha. Thứ nhất đó là xong ở lộng chọn một mặt và tạo khoảng cách thì nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng mới chọn hai mặt phẳng song song thì nó sẽ tạo ra mặt chính giữa chọn hai cái mặt mà có góc độ với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái mặt phân giác rồi tạo bằng điểm và vuông góc với một đường thì nó tạo ra một cái mặt phẳng tiếp theo và trong trường hợp này là tạo ra một cái mặt phẳng bởi ba điểm khác nhau không cùng nằm trên một mặt phẳng À, nếu mà cùng nằm trên một phẳng thì nó sẽ là mặt phẳng trùng mặt phẳng trùng mặt phẳng trùng thì không cần tạo thì trùng với nhau thì tức là hai cái đều mặt phẳng thì chúng ta có cái mặt phẳng ban đầu rồi chúng ta lấy là tạo sketch thôi chứ mắc mới thì tạo mặt phẳng trùng chi cho nó tốn thời gian ha. À. rồi trường hợp thứ sáu đó là đi qua đường đi qua một đường và vuông góc với một mặt phẳng có thể chọn song song nhưng mà bình thường nó sẽ chọn là vuông góc mặc định nó là vuông góc rồi ok ha